Dạ vâng, Hiếu Minh Alo chi nhánh miền Nam xin chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay em Hải tiếp tục lên một video clip để thanh lý các sản phẩm hàng nâng cấp của các bác khách hàng ở tại chi nhánh Sài Gòn. Thì các bác nào quan tâm đến các sản phẩm trong clip ngày hôm nay có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline hiện tại em đang cầm là 0982 352 313 và địa chỉ cửa hàng tại bên em 48B, cư xá Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Ok, nhanh gọn quay vào sản phẩm đầu tiên các bác ạ. Đầu tiên sẽ là một chiếc xúc điện B3 hàng nhái loại 1. Con này là bát 30 các bác nhé. Hiện tại thì em nhập lại chiếc này có một lỗi, đó chính là cắm chế độ đánh điện mạch công suất tại súp thì nó kêu rè. Đấy, thì gọi là lỗi mạch công suất điện của chiếc súp này. Còn chuyển về chế độ đánh hơi, tức là đánh chế độ đẩy công suất ra trực tiếp chiếc súp này thì đánh bình thường, bát đánh rất căng và bát 30 rất ok. Chỉ có là chuyển về đánh điện thì bị lỗi mạch điện công suất các bác nhá. Thì con súp này này em thanh lý các bác mã số 4 với giá là 800.000 con súp hơi đánh bát 30. Đấy, các bác điện thì bác sửa cái mạch công suất đằng sau sẽ mất hết vài trăm ngàn. Con này bảo hành các bác là 1 tháng nhé. Và tiếp theo là chiếc súp hơi bát 50 nhập lại của bác khách hàng. Con này thì là súp thương hiệu của Mỹ các bác. Súp là súp Bang En Make in USA này, súp xịn các bác nhá. Em kiểm tra thì bát còn zin nhá. Đấy, model là F18E-1. Con này thì thiết kế thùng khá là nhỏ, thiên về đánh tiếng mềm và sâu các nhá, không phải thiên về bạo lực. Và thiên về đánh mềm tính sâu phù hợp cho gia đình nhé. Bát 50 nhưng mà thùng nó thiết kế rất nhỏ gọn, giống với những dòng bát 50 của JBL ạ. Con này thì được nhập khẩu tại USA nhé. Súp xịn. Là thổ anh cái bát này. Đây các bác này. Đấy. Bát còn zin đẹp nhé. Từ 2 có 100. Và tiếp theo là một chiếc bát rời, con bát xịn của RCF này, nhớ của anh phát. Đây, bát này. Bát xịn của RCF nhé. Con này thì bác khách bác đặt ở ngoài cơ sở Hà Nội gửi vào. Đấy, theo cái lô nó lẻ cái bát này. Đấy, thì bác có thùng ở nhà ráp. Nhưng mà vào do là đường bị tắc cho nên là hàng nó bị delay rất là lâu, không kịp vào thì bác chuyển sang lấy súp Lavosi bên em. Ở đây em có lẻ mất quả, lẻ mất cái bát rời nhé, bát rời bát 50 RCF từ 22 con 100. Đấy, con này thì thanh lý các bác cái mã số 22, 2.600.000 bát đánh chất luôn, bát zin hoạt động bình thường nhé. Ok. Và tiếp theo là một bộ micro không dây Shure KTV 600. Đấy. Shure KTV 600 này. Đấy, bộ mic này thì hoạt động bình thường các bác anh em nhé. Chỉ có là cái tay mic này thì trước nó bị bung mất cái chóp này. Bác chủ, bác khách bác gia cố cái dây này. Đấy. Còn mic thì hoạt động bình thường. Đấy, anh em nào lấy về xài ok này. Đầu thu còn rất là đẹp này. Shure Pro KTV 600. Đấy, bọn này em thanh lý mã số 3 với giá 650.000, bảo hành các bác là 1 tháng. Hoạt động bình thường các bác và anh em nhé. Tiếp theo cũng là một bộ mic này. Đây, con này là mic Shure UGX 23 tay màu đen này. Hoạt động bình thường. Đấy, tay mic cũng còn tương đối đẹp, đầu thu cũng vậy. Đấy, hai tay nhé. Đầu thu này cũng vậy, phụ kiện đầy đủ nhá, tay chống lăn vẫn còn này. Đấy. Dây kết nối 6 ly, dây nguồn đầy đủ hết nhé. Con này em thanh lý mã số 1 với giá là 850.000, bảo hành các bác và anh em 1 tháng ạ. Tiếp theo là một bộ vang số của thương hiệu DB Acoustic S600 Plus, con vang số demo
Con này hiện tại thị trường đang bán là 5.500.000. Em có một con demo hàng đẹp như mới, gọi là hàng siêu lướt luôn. Mã số 15 thanh lý các bác này, giá là 4.200.000. Sơ qua các bác xem này, con này nguyên tai nguyên kiện, nguyên đai nguyên kiện, nguyên hộp xốp, tất cả mọi thứ nhé, phụ kiện đầy đủ nhé, đèn vẫn là nguyên. Thì đối với chiếc vang số này hay là tất cả vang số trong clip thanh lý ngày hôm nay, thì em sẽ đều là setup các chế độ hay nhất của chiếc vang số các bác trước khi gửi đi, thì các bác nhận hàng chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Đây một trong những con vang số cao cấp của thương hiệu DVLTIC này, S600 Plus các bác nhé, 4.2 các bác anh em nhé, bảo hành các bác 6 tháng ạ. Tiếp theo là quay thì các bác là một con vang thanh lý của thương hiệu TD Acoustic, hàng chính hãng nhé. Đấy, các bác check được mã QR này. Đấy, bác khách trước mua ở bên điện máy thì hiện tại nâng cấp sang vang số của bên em. Thì con vang này thì bác mua về bây giờ hiện tại dùng đang có lỗi là lỗi cổng mic này sột soạt nổ ra loa. Đấy, con này thanh lý rẻ luôn để cho anh em thợ về sửa bán này. Vang này là vang TD Acoustic T8 Ultra Plus. Cái con này là đời sau của con T9, chất âm cũng rất là hay các bạn ạ. Echo thì vượt đầy đủ nhá. Hàng chính hãng thôi nhá, cam kết hàng chính hãng này. Con này thì chuẩn hàng chính hãng rồi. Thanh lý con này mã số 2 với giá là 400.000, rất là rẻ luôn cho anh em thợ để sửa này. Và tiếp theo là một chiếc nâng tiếng FGMG CB800. Con nâng tiếng này thì có một cái lỗi, đó chính là lỗi input, là cái lỗi này nó đang, cái lỗi input này nó đang bị liệt. Các bạn nhấn vào thì được, nhưng nhả tay ra là nó sẽ lại tự động là ngắt. Đấy. Thì anh em thợ về sửa cái này được này. Rất đơn giản. Anh nhấn vào thì vẫn nhận, nhưng mà nhả ra thì nó lại mất. Các phím chạy hoạt động bình thường nhé. Đấy, mã số 9 với giá là 200.000, quá là rẻ luôn các bạn. Tiếp theo là có đôi loa DMX để thanh lý các bác này. Đôi này thì là loa cuối lô nhé, loa cuối lô em xả một đôi duy nhất thôi. Phải có duyên thì mới có những cái loa đẹp như thế này mà xả giá cực kỳ tốt luôn. Nhấc hộ anh cái loa này xuống, em quay xong. Loa này thì sơn màu trắng sữa các bác nhé, sơn màu trắng sữa, hàng zin xịn của thương hiệu DMX. Quay hộ anh phía sau các. Đấy, lỗ thông hơi phía sau này. Đấy, lô này thì em về em đã quay rất nhiều rồi, bác check trên video của em có này. Đấy, con này là DMX DPD4. Đấy, công suất là 400W trên trở kháng 8 ohm, giải tần là 48Hz cho tới 20kHz. Xịn của DMX nhé. Còn đôi này đôi cuối cùng em xả các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Đây quay các bác bát chép nó này, bát này coi 76 nhá. Đây, kèo nhện kèo gì này, đỡ đỡ ngược tay. Đây màng bát luôn nhá, ok màng này. Đấy, chép này chất không ạ. Đôi này thì tiếng bát nó đánh rất là lực, và tiếng chép thì rất là tơi và sáng luôn nhá. Cái họng chép này, nhìn cái kèn chép nó chất rồi. Chép này, cho ra tiếng chép tơi sáng lắm. Bát đánh lực chắc 400W rồi. Đôi này thì bao zin bao xịn anh em nhé, bảo hành 6 tháng này. Đôi này em thanh lý các bác với giá cực kỳ mềm luôn. Mã số 13 với giá là 7 triệu, rẻ hơn thị trường, rẻ hơn trước em bán là khoảng vài triệu rồi. 7 triệu một đôi các nhé, phải có một đôi duy nhất thôi. Đó, tiếp theo là một đôi loa bass 30 RCF PHE EX912 các bạn. Lô loa này thì đầu năm vừa rồi em bán rất là nhiều rồi các bạn, bán rất là nhiều, hơn 100 đôi em bán sạch luôn trong vòng 2 tháng, rất là chạy với dòng loa này. Thì ở đây em có một đôi này thì đôi cuối cùng này là đôi demo, và cũng lôi này thì khi hàng về là nó có một cái gọi là hàng có sửa nhẹ. Đấy, thì hôm nay là kết thúc lô này, em cho ra để thanh lý các bác với đôi loa RCF PHE này.
Đây nhá. Thì đôi loa này hiện tại là hoạt động bình thường. Đấy, hoạt động bình thường các bác và anh em nhé. Và chép này, bát này, cả hai quả loa này em bao zin bao xịn các bác. Chép giờ xếp chép neo nhé. Chép vào nguyên tem của giờ xếp này. Chép neo. Bát từ to này. Đấy, bát từ 19 coi 76. Đấy, bát này. Giờ xếp nhé. Bát chép zin xịn chỉ có là này. Em mở hộ anh ấy. Chỉ có là phân tần ấy là một quả là còn zin đây. Quả này là zin này, phân tần zin này. Đấy, hai trở nhôm, hai cuộn cảm, ba tụ. Đấy. Thì còn quả còn lại là có một trở là đã bị thay này. Cái trở này thì có cái trở này là bị bung ra, phải thay trở khác vào. Đây gọi phân tần đã sửa rồi nhá. Thì đây đôi loa này là bao zin bao xịn các bác tất, chỉ có một lỗi duy nhất đó chính là một phân tần thay một cái trở thôi. Đây, thay một cái trở trắng này. Đó. Đôi này em sẽ bảo hành các bác 6 tháng, bao zin bao xịn, bát này, chép của hai quả loa, phân tần của một quả, một phân tần quả thay một cái trở. Còn đâu tất cả còn lại là zin xịn hết. Đôi loa giờ xét đấy, tiếng chép tươi sáng nhá, rất là sạch luôn. Đôi này không phải giới thiệu nhiều, em quay rất là nhiều rồi. Hiện tại thị trường anh em đang bán giá đâu đó khoảng hơn 12 triệu một đôi, hàng bãi, chưa chắc là đẹp được như này. Thì đôi này em thanh lý mã số 17 với giá 8.600.000 nhé. Ok. PHE E912 RCF. Và tiếp theo là một chiếc đẩy 2 kênh như của anh. Nguồn nặng lắm. Đẩy này là đẩy Martin MA2400. Hiện tại thì chiếc đẩy này công suất cho ra là 400W. Đấy. Tiếng đánh rất là êm luôn. Tiếng đánh rất là êm luôn. Cái mạch công suất vỉ mạch chất lượng này. Đấy, công suất 400W thì phù hợp các bác phối ghép với những đôi loa tầm bát 25 bác nhé. Bát 25. Đấy. Thì chiếc đẩy này hiện tại có một lỗi nhỏ đó chính là sột soạt kênh 2, sột soạt nhẹ thôi, kênh B này. Đấy. Và sột soạt rất là nhẹ. Các bác vặn đến cuối này bắt đầu mình nghe tiếng sột soạt. Chiếc đẩy này em thanh lý các bác mã số 10 với giá là 1 triệu nhé. Nguồn đồng này. Tiếp theo là một chiếc đẩy 4 kênh của thương hiệu DB Acoustic D4100. Cũng rất là lâu rồi, phải hơn năm rồi mình có một chiếc đẩy khách hàng nâng cấp với cái dòng này. Với cái dòng này thì nó là cái phiên bản cao cấp của hãng DB rồi, chất âm thì bao hay mà công suất cũng rất là cao rồi. Nhưng hiện tại thì bác ấy nâng cấp lên con đẩy 4.25, thanh lý con đẩy này 1000W một kênh. Con này thì là D4100 mạch QHD nguồn xuyến bác nhá, chất âm thì bao hay luôn. Đây, tem còn nguyên tem của nhà hãng nhá, còn nguyên tem rồi. Hàng còn đẹp như mới luôn, chỉ một vài vết xước nhỏ thôi. Đẹp như mới luôn các bác này. Con đẩy này thì hiện tại thị trường đang bán với giá là 13.500.000. Em thanh lý một chiếc duy nhất nhập lại khách hàng mã số 7 với giá 8.500.000. Giá quá thơm, quá rẻ luôn. Bảo hành các bác là 6 tháng nhé. Tiếp theo là một chiếc đẩy hàng demo DBH4.10 Plus. Con này thì demo đẹp như mới, không phải quay nhiều, đẹp như mới luôn. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, chưa cả mã vạch. Thanh lý các bác con này thì giới thiệu con này tới bác là công suất 1000W trên một kênh, chạy mạch QH. Với công suất này thì các bác dùng gia đình là thoải mái luôn. Một kênh đánh được cả một quả súp đơn 50 từ 22 con 100 nhé. Đấy. Hàng đẹp như mới luôn. Để mua một con duy nhất mã số 21 với giá là 8.200.000 nhé. Bảo hành các bác là 12 tháng. Và tiếp theo đến một chiếc đẩy của hãng DB. Con này thì model là T4.20. 1250W một kênh và chạy mạch QHTD cao cấp nhá. Con này thì là một trong những con đẩy chất âm hay nhất trong những dòng OEM hiện tại trên thị trường này. 1200W trên một kênh, chạy 4 kênh, mạch QHTD. Hàng đẹp như mới luôn ạ. Hàng đẹp như mới luôn.
anh em lấy con này đi sự kiện mà bây giờ nâng cấp lên nguồn xung cho bộ dàn tủ máy nhẹ. Con này thì là nguồn xuyến bác nhá, nguyên tem, nguyên ai, nguyên kiện, hoạt động bình thường. Em thanh lý chiếc đẩy DBL TIC T4.20 mã số 5 này với giá 9 triệu đồng, bảo hành các bác là 12 tháng. Rất nhiều đẩy cho bác và anh em săn, giá rất là tốt. Đây, một chiếc đẩy hàng demo này PSSLA 2.15. Con này công suất cho ra là 1.500W một cây, chạy nguồn xung, mạch QHD, hàng demo đẹp như mới, đẹp như mới luôn các bác nhé. Chỉ có vỏ thùng thì xấu thôi. Đấy, con này thì thanh lý một con duy nhất, hàng nguyên tem, nguyên ai, nguyên kiện, chưa có động chạm thì chưa cào mã vạch gì các bác và anh em nhé. Em thanh lý mã số 11 với giá là 7.900.000. Mạch QHD công suất 1.500W một kênh cũng nhá, chạy 2 kênh này. Con này đánh xúc đơn 50 từ 2-100 này, hoặc là đánh loa phun đôi này, tiếng bao hay luôn. Bảo hành các bác 12 tháng nhé, 7.900.000. Tiếp theo là một đôi loa cuối lô này, hàng của bên em nhé. Là đôi loa Bass 25, loa GM Audio thương hiệu của USA. Đấy. Loa này thì có nước sơn là màu trắng sữa rất là đẹp, cùng cân, lỗ thông hơi phía sau. Quay chi tiết model của bác này, GM Audio, model là TC310A, công suất là 300W, trung bình là 600W và trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy là sensitivity là 125 decibel, giải tần là từ 60Hz cho tới là 19kHz. Đôi này thì tiếng chép rất tơi và sáng, tiếng trung vừa phải, hát karaoke rất là bay cho anh em này. Để có một đôi duy nhất, hàng bao zin bao xịn các bác nhé, hàng bao zin xưa sửa sữa, các bác bảo hành các bác là 6 tháng, một đôi duy nhất này. Hiện tại thị trường anh em đang bán với những dòng loa như này, hàng đẹp như này, giá khoảng tầm hơn 7 triệu. Em hôm nay thanh lý các bác một đôi cuối lô, giá là bao nhiêu em nhỉ? Mã số 14, giá là 5.500.000 các bác nhé. Đấy, các bác xem này, bát chép thương hiệu Sixon, cực kỳ chất luôn này, Sixon nhé, thương hiệu của Mỹ. Pick từ trắng luôn nhá, Sixon này, BL10 gạch 200x, keo zin luôn này. Đấy, keo này, phân tần luôn nhá, phân tần chất chưa, nó có thêm một cái vỉ mạch, hai cái trở nhôm luôn. Đấy, xử lý âm thanh nó hay hơn này. Hàng nguyên zin nguyên xịn bác nhá, bao đẹp, một đôi duy nhất thôi, 5.500.000, bảo hành 6 tháng ạ. Tiếp theo thì xả tới các bác là một số sản phẩm hàng mới. Mỗi sản phẩm này em xả một chiếc duy nhất nhé. Đầu tiên là một chiếc quản lý nguồn thương hiệu MB, mở ra MB Audio. Quản lý nguồn này là model là S900 Pro 2, cũng là phiên bản mới này. Cái này thì nâng cấp hơn cái bản cũ là S900 Pro ở chỗ là chạy được auto volt, tức là các bác cắm được điện 100 cho bộ dàn nội địa điện 100, hoặc là các bác có thể là đấu dây nguồn rời với những tủ máy sự kiện này. Đấy, thêm hai tính năng nữa. Còn chiếc quản lý nguồn này thì có nhiều tầng lọc nguồn nhất, có 3 tầng lọc nguồn, một tầng lọc nguồn Mexico và một tầng 8 cuộn cảm ở phía sau nữa, tổng cộng là 3 tầng lọc nguồn, chất âm rất là hay luôn. Con này điện xử lý xin lỗi, con này là xử lý điện rất là tốt này. Đấy, chống chập cháy, giảm thiểu oxy, tắt bật tiện lợi trên bộ dàn. Một chiếc duy nhất các bác nhé, mã số 18, thanh lý là 1.600.000, bảo hành 12 tháng ạ. Tiếp theo là một chiếc vang phiên bản mới 2024 của nhà hàng DB Acoustic KM320 Plus. Con này thì tích hợp này, echo, reverb, effect equalizer, chỉnh rất là dễ luôn. Bass này, trung chép của mic, bass trung chép của nhạc, siêu súp là chỉnh luôn phía trước này. Màn hình hiển thị thông số này, gọi là cơ lai số đấy các bạn. Chỉnh mic này, chỉnh effect này, chỉnh nhạc này, nút nguồn ở bên phải này. Tín hiệu đầu vào thì đầy đủ các tính năng công nghệ hiện đại bây giờ cần có này. Ví dụ như là đường quang này cho TV này, đường Bluetooth cho điện thoại này, đường AUX này,
hai cổng mic phía sau. Đường ra sẽ có hai cổng cắm jack line, hai cổng sup luôn. Đấy, một bộ duy nhất này, thanh lý các bác. Bộ này thì với giá là 1.6 triệu nhé, mã số 17 này, bảo hành 12 tháng bác nhé. Và tiếp theo là một chiếc vang số bản nâng cấp của S690 Pro, sử dụng chip ECHO cao nhất hiện tại là 21571 DSP Analog Device. Con này thì là DB Acoustic D700, chỉnh được bằng tay 99%, chỉnh lên phần mềm trên máy tính thì phần mềm dễ chỉnh, dễ hiểu. Tín hiệu đầu vào thì cổng quang này, in 1, in 2, một cổng rec livestream này, hai cổng jack line, một cổng center, một cổng sub, hai cổng surround, hai cổng mic. Con vang số này bán rất là nhiều rồi, bán rất là nhiều rồi các bạn. Con này thì rất là hay luôn các bạn nhé. Một bộ mã số 6 với giá là 3.7 triệu, bảo hành 12 tháng các bạn nhé. Và tiếp theo là một bộ micro không dây DB K8200. Bộ mic này thì rất đặc biệt luôn. Hiện tại thì áp dụng cái công nghệ mới thường thấy ở trong những cái bộ âm ly lọc nguồn. Đây là công nghệ mới áp dụng cho micro không dây, làm cho tiếng mic nó sạch hơn. Đây, các bác nhá, là hai bóng lọc nguồn cho hai tay mic này, xử lý âm thanh mic nó sạch sẽ hơn, sáng hơn. Thì đây là một trong những phân khúc mic cao cấp của DB này, K8200, hiện tại thị trường giá khoảng tầm 6.8 triệu nhé. Đấy, một bộ thôi, một bộ duy nhất các bác này, 3.700.000, mã số 20 nhé. Và tiếp theo là một chiếc vang cơ, đây là chiếc vang số chỉnh phần mềm trên máy tính và có thể chỉnh bằng tay, rất là tiện lợi, bằng tua vít này. Đấy, cái này là vang số nhé, kết nối phần mềm trên máy tính bằng cổng USB này, PC ở đây. Đấy, chiếc vang này là hàng chính hãng của thương hiệu JD, thương hiệu đến từ Tây Ban Nha, KT750. JD. Tất cả những chiếc vang số trong clip thanh lý ngày hôm nay thì em đều sẽ căn chỉnh các phần mềm, các mode gọi là hay nhất, gọi ra chất âm hay nhất của vang số này, thì các bác có thể là chia sẻ cho em về cái cấu hình bộ dàn các bác đang sử dụng để em có thể setup tối ưu nhất những sản phẩm các bác chốt trong clip ngày hôm nay nhé. Thì như chiếc vang JD này vậy, các bác dùng bộ dàn như nào, nếu chốt chiếc vang này thì em sẽ cài theo cái cấu hình dàn của các bác như vậy, về các bác chỉ việc cắm và sử dụng thôi. Tín hiệu ra chiếc vang này sẽ có tổng cộng là 6 cổng ăn chơi, hai cổng jack line, một cổng center, một cổng sub, hai cổng surround. Đấy. Aux 1, aux 2 này, cổng quang optical này, có cả bluetooth này. Mic 1, mic 2. Đấy, con này thì thanh lý các bác một bộ mã số 19 với giá là 2 triệu nhá. 2 triệu. Còn không em? Ok. Vừa rồi thì em Hải vừa quay thấy các bác là tổng cộng hơn 20 kiện sản phẩm thanh lý trong clip ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chia sẻ các bác là hôm nay em quay hàng thanh lý ở trong cơ sở Sài Gòn. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ và chốt các sản phẩm này qua số điện thoại hotline. Em chỉ chốt các sản phẩm, chốt đơn các sản phẩm hàng thanh lý trong clip ngày hôm nay qua số điện thoại hotline ở khu vực miền Nam các bác nhé. Một là các bác gọi trực tiếp cho em, hai là các bác có thể là nhắn tin qua Zalo. Đấy, số điện thoại Zalo cũng là số điện thoại hotline của em là 0982 352 313, và địa chỉ cửa hàng tại 48B cư xá Bảo Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Và em sẽ hỗ trợ các bác trả góp với điều kiện là hòa đơn giá trị trên 3 triệu đồng các bác nhé. Thủ tục thì rất đơn giản thôi, chỉ cần là cầm căn cước công dân qua cửa hàng là làm trả góp được rồi ạ. Ok, xin chào các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Ngô Lô. Xin chào ạ.